Hello everyone, welcome back to Hello How và chương trình Cùng Nhau Đi Nhậu. Hôm nay chúng ta sẽ học hỏi và tìm hiểu thêm về một cái cách để mà order drinks ở những cái quầy bar cũng như là những nhà hàng mà có bar. Thì đây là một trong những cái thuật ngữ để mà chúng ta order được những cái loại rượu mạnh, cũng như là tìm hiểu thêm về những cái thức uống gọi là mixed drink, nhưng mà không được gọi là cocktail, mà rất là phổ biến và rất là dễ làm mà hầu như là ai cũng biết. Nội dung chính của tập ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn nào là bartender mới vào nghề, hoặc là những cái bạn mà làm phục vụ. Ngoài ra thì các bạn mà đi bar, các bạn đi những cái cocktail lounge, nếu như một ngày nào đó bạn không cảm giác như là bạn muốn uống những cái loại cocktail, thì đây là những cái cách mà bạn có thể order từ cái bartender của mình hoặc là từ server, những cái người phục vụ của bạn. Bên cạnh đó thì họ sẽ lồng ghép vào những cái tips nếu như mà bạn nào mà đang on diet, bạn không có muốn có rất là nhiều calories để ngày hôm sau mình không có phải đi tập ở cái gym thật là thì hụt để burn những calories vì những cái thức uống mà mình đã uống trong cái buổi tiệc ngày hôm trước. Đây là những cái thông tin cũng như là những cái kinh nghiệm mà họ đã học hỏi và trải nghiệm trong những năm qua. Nếu như bạn nào mà có những cái ý kiến khác hay là bạn có gì bổ sung thì bạn nhớ là để lại những comment cho Hào, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Trước tiên thì chúng ta phải hiểu mixed drinks là gì. Mixed drinks khác là cocktail, tại vì mixed drinks có nghĩa là một cái loại rượu mạnh để sẽ được thêm vào những cái thành phần như là soda hay là tonic hay là những cái loại Coca-Cola, Pepsi. Thì đó gọi là mixed drink tại vì nó rất là đơn giản. Bên cạnh đó thì bạn có thể order cái loại rượu của bạn hoặc là cái liquor mà bạn yêu thích đó. Không có phải là mixed drink thì mình sẽ order như thế nào? Đây là những cái ví dụ nhé. Thì thứ nhất là bạn có thể order nó là neat. Neat có nghĩa là chỉ là cái loại rượu đó trong một cái shot đó thôi, và để vào một cái ly thì gọi là neat, không có thêm gì hết. On the rock bạn sẽ thêm đá vào. Add water thì bạn sẽ thêm nước vào. Có nhiều người thì họ order cái whiskey hoặc là scotch của họ bởi vì họ không có muốn bị xỉn lẹ, hoặc là họ không có muốn cái vị nó mạnh quá, thường là những người lớn tuổi thôi, thì họ thường sẽ order là on the rocks và thêm đá hoặc là thêm nước vào nữa, thì nó sẽ dilute, cái này là loãng nó ra. Double có nghĩa là hai shot chung một cái glass, gọi là double. Có hai loại thức uống rất là phổ biến mà thường được thêm vào mixed drinks, đó là soda and tonic. Soda thì các bạn biết rồi, thì đó là soda. Còn tonic là một dạng soda nhưng mà nó sẽ được làm với lại quinine, có nghĩa là một cái loại thuốc, nó gọi là thuốc trị sốt rét. Nếu như các bạn để ý thì tất cả các loại thức uống và những cái loại alcohol mà mình có bây giờ đó là ngày xưa là sử dụng trong y học thôi, nhưng mà bây giờ là sử dụng nó thay đổi thành phần chút xíu, cũng như là cách làm để có thể phù hợp với lại con người của mình, và nó biến thành alcohol mình có hiện tại. Ngoài ra đó thì bạn có thể mix những cái loại alcohol của bạn với Coca-Cola này, hay là Diet, hoặc là Pepsi, Sprite, 7-Up, những cái loại rượu mạnh phổ biến mà uống với lại nước ngọt, giống như là rum and coke hoặc là whiskey and coke, có thể là vodka and Sprite hoặc là gin and Sprite. Nếu mà bạn đang trong cái tình trạng diet hoặc là bạn không muốn thêm nhiều calories vào trong người của mình á, thì bạn có thể order vodka soda, bởi vì nếu như bạn biết á, thì vodka là một trong những cái loại liquor mà có cái thành phần calories thấp nhất, và khi mà soda thêm vào thì như là zero calories luôn các bạn. Nếu như mình ở trong một cái bữa tiệc á, mà mình không muốn bị left out khi mà bạn bè mình ai cũng có cocktail, mà mình đang trong một cái diet rất là siết cơ thế nào đó, thì vodka soda sẽ là một cái lựa chọn mà Hào cũng một cái người mà thường hay order vodka soda khi mà mình ra ngoài đi chơi với các bạn. Thì khi đó mình cũng có thể tipsy, có nghĩa là xỉn xỉn chút xíu, nhưng mà không có thêm vào trong người mình quá nhiều đường cũng như là quá nhiều calories. Đối với phái nữ thì họ thấy là họ hay thích thêm cranberry vào trong vodka soda để làm cho nó ngọt chút xíu và nó mất đi cái mùi vodka. Cranberry ở đây là quả Nam Việt Quốc, nên là mình bỏ chút xíu thì mình gọi là a splash of cranberry. Thêm vào đó thì có hai cái loại mixed drink rất là phổ biến và nó có tên riêng biệt luôn á các bạn, thì đó chính là screwdriver và greyhound. Screwdriver là cái combination của vodka và orange juice, có nghĩa là nước cam. Còn greyhound là vodka và grapefruit juice. Là grapefruit thì ở bên Mỹ là cái trái bưởi, nó khác với lại cái trái bưởi bên Việt Nam. Grapefruit thì nó nhỏ hơn, ở trong thì nó màu đỏ và nó ngọt hơn. Hai loại thức uống này rất là phổ biến ở brunch. Brunch có nghĩa là cái buổi ăn giữa
buổi sáng và buổi trưa thì thường là nó xảy ra vào khoảng noon, có nghĩa là 12 giờ trưa hoặc là 1 giờ trở đi thì gọi là brunch. Thì người nước ngoài họ rất là thích brunch vào thứ bảy và chủ nhật, cái nơi mà người ta có thể hội họp bạn bè cũng như là nói chuyện chia sẻ với nhau về những cái việc đã diễn ra trong một tuần vừa qua. Những cái mixed drinks này cũng sẽ có garnish nha các bạn. Thì có những cái loại garnish rất là phổ biến, đó chính là lime, lemon, olive. Và twist thì twist bạn có thể làm orange twist, lemon twist hoặc là lime twist. Nhưng mà phổ biến nhất là lemon twist. Đối với những cái loại mixed drinks này đó thì garnish thường là đi với lime hoặc là lemon. Và có nhiều người họ chỉ thích twist vì họ không có thích những cái gì mà chua ở trong cái nước uống của họ. Còn olive thì thường được sử dụng vào những cái loại như là gin hoặc là vodka on the rocks thì họ sẽ thêm olive vào. Hy vọng với một chút kiến thức này các bạn có thể tự tin hơn để mà có thể order ở những quầy bar và biết mình đang uống gì và mình có thể thưởng thức những gì. Cũng như là những bạn nào mà đang diet hoặc là đang work out rất là hard mà không có muốn thêm những calories vào trong người thì vodka, soda hoặc là những cái loại diet nước ngọt có thể giúp cho các bạn giữ được cân và không có thêm rất là nhiều calories. Và video đến đây cũng đã hết rồi. Nếu như mà bạn nào yêu thích kênh YouTube của Hào đừng quên là nhấn nút like, subscribe và share. Đừng quên để lại những comment cho Hào nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào. Bye.